Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và mình là Cảnh 68 Vlog đây. Thì hôm nay tiếp tục là một bản chôn mới nha các bạn. Thì theo như yêu cầu của các bạn ở trên YouTube á, là đã của mình mấy cái video trước á, là kêu mình làm một cái chủ đề rất là kiểu như cũng hơi nhạy cảm xíu, nên mình sẽ không nói ra nha các bạn. Nên bạn hãy xem hết cái video này của mình để xem mình cho anh bả như thế nào nha các bạn. Thì hiện tại là cũng khuya rồi đó các bạn, do là mình thức á, mình chỉnh sửa video các thứ, cắt ghép này kia các thứ. Còn vợ mình á, thì nó cứ việc nằm ra ngủ thẳng cẳng rồi các bạn ơi. Vợ mình nó sung sướng đó các bạn, còn mình thì cực đi làm gì hết. Cho xong, cắt ghép video xong, rồi ngày mai đăng lên, rồi suy nghĩ cái video tiếp theo là cái gì, rồi xuôi xong, cắt ghép rồi đăng lên. Còn bả thì ngủ khò khò như heo, ngủ tới 9-10 giờ sáng ngày mai luôn. What? Ngủ chưa như heo vậy đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong. Giờ mình đặt máy quay, mình sẽ cho nói chung là cái chủ đề này mình không có nói được. Nên các bạn hãy xem hết cái video này của mình rồi sẽ biết là mình cho anh bạn như thế nào nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình đi thôi bạn ơi. Hiện tại nó đang ngủ ở trong giọng ấy. Ok, let's go. Ok các bạn ơi. Thì bây giờ vợ anh đang ngủ hay sao nè, thấy không? Thấy không? Đó, nó ngủ mê lắm. Giờ mà có kêu nó cũng thức đâu bạn. Nó thức là mất gì nè. Cũng như heo vậy đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ lòi đọc thức gì nha các bạn. Các bạn hãy đón xem hết cái video này để mình để biết mình cho vợ mình như thế nào nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ thực hiện thôi các bạn ơi. What? Đấy, làm chẳng cái thường làm đó. Làm cái gì nè mày? Đấy, thích chị làm chẳng. Ngủ giờ làm. Đi, nguyện chịu không nổi. Làm ơn sao làm? Đi, ngồi dưới làm chẳng đi, nguyện quá trời luôn rồi. Chị làm chẳng đi rồi ngủ. Chuyện chịu không nổi. Ôi, hết anh sao làm? Hai đứa làm được. Thì nè, em ngủ ngủ anh làm đi, em làm đi. What? Không, em ngồi diễn làm được chẳng. Em nằm muốn làm được gì? Nằm sao làm? Đấy, ngồi diễn làm được chẳng. Nhanh đi. Em biết anh điền lắm rồi, không có được. Bây giờ đi, ngày mai không có được, ngày mai xong mà được, bữa nay đi. Thì em nằm nè. Ngồi vậy mới được, nằm cái gì mà nằm. Ngồi làm treo. Thì ngồi. Mệt quá đi, anh đi làm chẳng đi ngủ. Thì nằm nó làm cũng làm thôi. Sao làm được? Ngồi dĩ
Đi làm chẳng hề ngủ. Đi. Mẹ làm đi. Ngồi gì không làm được. Mẹ. Mẹ cái gì? Không. Mẹ cái gì ngồi vậy? Ngồi vậy đi. Ngồi làm kiểu nào? Làm kiểu nào? Thì kiểu hay làm đó. Làm chẳng hề thức dậy à, tỉnh giật. Thì em làm cũng làm được vậy. Làm sao mà làm? Làm kéo vậy? Ngồi vậy đi là làm. Làm chẳng mọc à. Đi, ghiền lắm rồi. Ngứa lắm luôn á, ngứa ngứa thật sự luôn. Muốn làm chẳng thật sự luôn á. Hai đứa mình làm chẳng đi rồi ngủ. Nè, thì làm sao? Không, không, em đợi anh xíu. Đợi làm gì nữa? Ngồi vậy. Vậy đấy không gọi là đợi đợi đi lấy đồ nghề rồi mới làm được. À, đợi xíu nha. Anh ghiền lắm luôn á, không giờ không có ai chơi với anh hết. Chơi làm chặn đi ngủ. Đi, ok. Đi, làm anh chặn. Ây da. Bị ngáo. 2, 1, chuẩn bị làm chặn. Anh ghiền vợ mà, chứ anh nghĩ anh ghiền cái gì? Gì kia. Cái gì, cái anh đâu ghiền đâu, nó khủng quá à. Anh đâu ghiền. Sắp còn con em màu đỏ nha, con màu màu xanh và nhắn nhắn đi lẻ lẻ lên anh nghiền chết luôn rồi đây nè. Cỡn chết luôn à, muốn ngồi nó hoài giờ này muốn ngủ chứ giờ này lên giờ đất cờ chiếu xuống chưa sắp nhưng mà chiếu nhanh lên, nhanh lên xe chạy nghe cái gì sắp nhanh đi rồi mình chơi chưa tỉnh hả, chưa tỉnh hả. Anh đâu vậy? Nhắm đi, anh kêu cho ngủ. Đẳng anh đang nghỉ. Kia thì liệt chơi, khoảng này không chơi đâu. Kia thì liệt chơi, khoảng này không chơi đâu. Chơi cái kia là chơi gì? Anh đang nhìn tờ mà ngủ chơi cái kia là chơi cái gì? Vậy đó. Mẹ em khỏe rồi, ngủ. Đi ra chứ. Tôi kiếm chơi ngủ. Ủa anh gửi em chỉ cờ mà em nghĩ gì vậy? Em nói đó. Ủa anh gửi em chỉ cờ mà em nghĩ cái gì? Vậy vậy kệ anh đó. Em nghĩ gì vậy? Đi vào chỗ khác cho ngủ. Đi chỗ khác cho ngủ. Lắm rồi giờ mày mấy giờ rồi. Xong đó. Đi lao, chơi lao, lao. Chơi chặn đi ngủ. Về một mình đi. Đi làm cái gì? Đi điện đánh cờ quá trời không mẹ? Em không có liền cái đó. Nghe mà anh điện. Dạ em. Đi chơi chặn ngủ. Đi. Ủa nãy giờ em nghĩ cái gì vậy? Anh gửi em chơi cờ mà. Hả? Nghĩ cái gì? Điểm gì chơi anh chặn cờ đi. Nè. Ok các bạn, thì coi như mình cho mình thành công nha các bạn. Thì đó, mình ngủ chơi cờ mà bà nghĩ gì hết trời. Mình ngủ bà chơi cờ, để nó ghiền cờ không chết, ngủ thức dậy chơi dán cờ mà nó kêu làm cái gì mà nằm này làm cái gì làm đi, tôi không hiểu cái gì luôn mấy ông. Đó, đã mình kêu bà thức dậy mình làm chặn cờ chứ mình có kêu bà làm cái gì đâu mà bà này, làm này làm như làm đi làm cái gì. Quá tài quả luôn không ơi. Ok mấy ông, thì video tới đây cũng kết thúc rồi mấy ông ơi, thì hẹn mấy ông ở clip đợt sau nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ tôi nha mấy ông.
Ông nào có ý kiến nào hay hay cứ bình luận bên dưới để tôi thực hiện các video tiếp theo nhé ông. Bye bye, bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở clip lần sau. Bye bye.